hơi cua. Vậy là hang nó nằm dưới nước. Đúng rồi, hang nó nằm dưới nước. Ồ, vậy thì kết quả hôm đó thì bạn thò tay vô, bạn bạn móc ra, bạn bạn thò tay vào đó, bạn lấy được cái gì ra? Rồi vô thấy trơn trơn dài dài, nhưng mà móc ra là con cá lóc. Con cá lóc. Bạn rất là dũng cảm. Còn một cái nữa là nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn cũng là con rắn. Mà bạn thì có việc làm liều lĩnh là từng thò tay vào và không biết trong đó có rắn hay không. Như vậy thật sự bạn có hơi mâu thuẫn với chính mình không? Bạn sợ nhưng mà bạn vẫn liều lĩnh. Và cái công việc liều lĩnh của bạn đã bao nhiêu lần rồi? Nỗi sợ thì cũng lớn, tuy nhiên cái niềm ham thích để bắt cá thì nó còn lớn hơn. Cho nên là không có ngại, cũng rất sợ, tuy nhiên là nghĩ tới con cá nhiều hơn thì sẽ cố gắng tò tay vô hang bắt luôn rồi. Bạn hay lắm. Rồi cái sở thích của bạn là thể dục thể thao. Bạn đang chơi môn gì ha? Em có thể chơi được các môn mà có trái bóng. Ví dụ như bóng đá. Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn. Bóng rồi. Là banh đó đúng không? Đúng rồi. Banh bàn. Có banh đũa không? Banh đũa hồi nhỏ chơi. Xin cảm ơn bà Khắc Vũ rất nhiều. Xin cảm ơn hai bạn đã đến với cuộc chơi hôm nay. Đầu tiên thì tôi sẽ thông báo cho hai bạn luật chơi của vòng 1 của chương trình Quyền Năng số 10. Tôi sẽ đọc câu hỏi chúng tôi đã khảo sát tại thành phố Hồ Chí Minh. Và sau khi tôi đọc câu hỏi thì hai bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ, tìm ra được dự đoán phần trăm khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu. Và nếu như người nào có số dự đoán gần đúng với tỷ lệ phần trăm khảo sát của chúng tôi thì người đó sẽ ghi được 1 điểm. Và người nào ghi được 3 điểm đầu tiên thì người đó sẽ giành chiến thắng và bước tiếp vào vòng trong vòng 2 vòng đặc biệt của chương trình. Không biết là chị Kim Hoa cũng như là bạn Khắc Vũ đã hiểu được luật chơi chưa? Vậy thì xin mời hai bạn sẽ đến với vòng 1 của Quyền Năng số 10. Câu hỏi số 1 như sau, nhớ là chỉ có 10 giây để suy nghĩ thật là chính xác và nhanh chóng nha. Có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát ở quận Tân Bình cho biết họ đã khóc khi nhổ răng? 10 giây bắt đầu. 28%. 25%. 25. Thế còn chị Hoa? 25%. Đúng 10 giây là sẽ hết nha. Như vậy là đã có kết quả. Chị Hoa là chọn 25%. Lúc nhỏ thì không biết là chị có thường hay bị nhổ răng không ạ? À, cũng có. Dạ. Thế còn bạn Khắc Vũ thì bạn nghĩ sao là 28%? Cái lại suy nghĩ cũng hơi giống với chị, lý do là nó cũng trên nha, cũng cao ở cái tỷ lệ này mà. Thế thì hai người chơi của chúng ta đều đồng lòng là tỷ lệ nó thấp vậy thôi ạ. Và kết quả khảo sát của chúng tôi tại quận Tân Bình đó là bao nhiêu đây? 60 mấy, 67 mươi mấy. Không biết là hai người chơi có hồi hộp hay không. Một người thì 28, một người thì 25. Bây giờ nó đã lên đến 80, xuống lại rồi. Bao nhiêu đây ạ? 25% sao? Chẳng lẽ chính xác vậy ạ? 30 mấy rồi, xuống rồi, càng ngày càng xuống dần. 12, 8 và 8%. Xin chúc mừng chị Kim Hoa, chị đã ghi được 1 điểm, đang dẫn trước bạn Khắc Vũ. Bạn Vũ hãy cố gắng lên nha. Bây giờ là câu hỏi số 2, cũng có 10 giây để suy nghĩ thôi. Có bao nhiêu phần trăm số phụ nữ được khảo sát ở quận Tân Bình cho rằng họ rất ghét ông xã coi đá banh khuya? 10 giây bắt đầu. 40% ạ. 90%. Chính xác chưa? Chúng ta còn trong khoảng 10 giây thôi nha. Và kết quả đã có. Bạn Khắc Vũ, bạn nghĩ sao mà bạn cho là 90%? Bạn đọc được suy nghĩ của những người phụ nữ, họ ghét coi đá banh khuya hả? Ghét chồng mình coi lắm hả? Em nghĩ là phụ nữ thì ở Việt Nam mà phụ nữ chưa thích bóng đá nhiều, và theo họ thì xem bóng đá thì sẽ dẫn đến hệ lụy ngày hôm sau đi làm mà thức khuya này kia cái nọ, cho nên là họ không muốn mất đi nhiều thứ nếu mà chồng mình thức khuya như vậy, cho nên là em đánh giá là tới 90% người không có muốn điều này. Và bạn thích đá banh đúng không? Em thích đá bóng. Vậy thì bà xã nhà có ghét vậy không? Có ghét. Hèn chi mà bạn cho rằng tất cả phụ nữ đều ghét. Thật sự bạn biết không, thời đại mới rồi, có nhiều phụ nữ rất là thích đá banh. Thậm chí là những vận động viên nữ cũng đá hay hơn vận động viên nam nữa. Cho nên không biết là cái số phần trăm của bạn là đúng hay không.
Thì tôi nghĩ ngày nay không những nam giới thích đá banh mà nữ cũng thích. Mà tôi nghĩ là chiều chồng là trên hết nên thôi. Wow, chiều chồng là trên hết. Dạ. Công nhận chị là một người vợ rất là lý tưởng. Thế thì trong những lúc mà chồng chị coi đá banh khuya vậy đó, thì chị sẽ làm gì? Một là chị ngủ, muốn làm gì làm. Hai là chị nấu đồ ăn ngon nè cho chồng ăn tẩm bổ. Là thứ ba là ngồi coi luôn, quên hết ăn uống. Thật ra thì ông xã tôi cũng không có thích đá banh nhiều lắm, nên chỉ có những cái giải lớn thì ông mới coi thôi, nên lúc đó thì tôi coi phim mà ông mới coi đá banh. Chị chia ra phải không, ranh giới là bên phim bên coi đá banh. Công nhận chị rất là hay. Còn khảo sát của chúng tôi tại quận Tân Bình là bao nhiêu nhé? Số phụ nữ biết những người chồng của mình có đá banh khuya là bao nhiêu đây? Phần trăm đang từ từ dần dần đi xuống. 20-10% bao nhiêu ạ? 88. Có lẽ đang nghiêng về bạn Khắc Vũ. Không, đang xuống dần lại với chị Kim Hoa. Và bao nhiêu ạ? Bao nhiêu đây? Thì cái thanh trượt càng dần dần. 25%. Wow, một lần nữa xin chúc mừng chị. Chị là người đàn bà rất là tuyệt hảo. Chị đã hiểu được số phụ nữ ở quận Tân Bình cho rằng họ rất là ghét ông xã coi đá banh khuya ha, là ít lắm, đúng không? Dạ, xin cảm ơn chị. Tỷ số bây giờ đang là 2-0 rồi đó. Nếu như anh Vũ mà không có điểm nào trong cái câu hỏi kế tiếp này là phải chia tay chương trình nha. Phải cố gắng lên nha, phải mạnh mẽ lên. Mời hai người chơi đến với câu hỏi số 3. Có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát ở quận 4 cho biết họ vẫn còn sợ ma vào buổi tối? 10 giây bắt đầu. 30%. 35%. 30. 30%. Thế còn bạn Vũ? 25%. 25%. Chính xác rồi phải không? Thế thì bây giờ cho tôi hỏi chị Hoa, chị có nghĩ là trong cuộc sống chúng ta có ma không, có sự hiện diện của ma không ạ? Theo tôi thì cái đó là do từng suy nghĩ từng người thôi, chứ còn theo như khoa học hiện nay thì ma quái không có. Theo chị thì khoa học thì không chứng minh được là có ma. Và chị tin là trong cuộc sống này không có ma. Thế chị có sợ ma không ạ? Thật sự thì tôi thì cũng hơi chút. Nếu mà vào một buổi tối mà kiểu như có một mình mà với cái khung cảnh mà nó không kiểu như là vắng người thì tôi sẽ sợ. Đặc biệt là có những tiếng động, những âm thanh ghê rợn hay là bóng tối bao trùm thì lúc đó một mình thì chắc có cảm giác lắm á. Nhất là mình ở trong một ngôi nhà quan chẳng hạn. Thế còn một người đàn ông mạnh mẽ thì nghĩ sao ạ? Theo em thì có nghĩ là có ma không? Cái đó khoa học cũng còn đang chứng minh mà, cho nên em là bản thân em cũng không có cam đoan. Tuy nhiên là đôi chút cũng sợ, đôi lúc cũng sợ. Cho nên là em sẽ nghiêng về 25%. Và bạn nghĩ là khoảng 25% vẫn sợ có ma đúng không? Dạ phải. Thế tôi thì trong cuộc sống này khoa học chưa chứng minh là có ma, nhưng theo về tâm linh thì hình như chúng ta hơi sợ. Chưa ai gặp bao giờ, có người gặp rồi nhưng mà thật ra trong trí ảo của người đó thôi. Còn riêng bản thân tôi thì chưa bao giờ gặp ma hết, bởi vì chắc có lẽ ma nó không mập bằng mà tôi. Cho nên nó sợ tôi, cho nên nó chưa nhát tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ biết được khảo sát của chúng tôi ở quận 4 có bao nhiêu người vẫn còn sợ ma vào buổi tối nhé. Xin mời. Bao nhiêu phần trăm đây ạ? Người thì chọn là 25%, người thì chọn chỉ có 30% thôi. Mà số phần trăm đang là bao nhiêu? Ồ, sao lại xuống dữ vậy? Lại lên dữ vậy? Wow! Một lần nữa xin chúc mừng chị Kim Hoa, chị lại là người chiến thắng. Chị thấy không? Rõ ràng trong cuộc sống là chúng ta không tin là có ma, nhưng bên trong chúng ta vẫn còn e ngại, chúng ta cũng vẫn còn sợ sệt và chúng ta không bao giờ muốn gặp ma cả. Một lần nữa thì xin chúc mừng bạn đã đến với cuộc chơi hôm nay.
Người yêu của bạn á, nhắc bạn thì bạn xử lý như thế nào? Người em hay hỏi là em thích cái gì, hay là em muốn làm cái gì trong cái ngày đó. Thì em kêu là em chẳng thích làm gì cả. Nhưng mà thật bụng thì thích lắm, thích làm nhiều thứ lắm. Wow, đúng là con gái nó có là không, nó không là có là dạ. Gái đó. Thế còn bạn Xuân Hùng thì bạn nghĩ sao, có bao giờ người yêu của bạn... À quên nữa, bạn có người yêu chưa? Dạ, có rồi ạ. Có rồi, vậy thì có người yêu bạn. Thì có bao giờ người yêu bạn nhắc bạn chưa? À, thỉnh thoảng cũng có. Là tại sao bạn quên? Tại vì đôi khi con hiện nay công việc nói chung là hơi nhiều nên đôi khi thỉnh thoảng mình cũng hay quên. Nhờ thời gian sau này quen nhau rồi cũng lúc hay quên chứ không phải như lúc trước. Vậy thì người yêu của bạn khi mà nhắc bạn thì người đó nói gì ha? Nói anh nhớ ngày tới ngày gì không? Ồ, như vậy là người yêu của bạn đó đi thẳng vấn đề đó. Chứ còn theo tôi kinh nghiệm thì khi người yêu có một số tờ báo nha, có một số kinh nghiệm của bạn trẻ thì khi mà nhắc tới cho người yêu của mình biết được là ngày đó là ngày sinh nhật của mình thì tự nhiên đi ăn cái nói anh mai là 7/9 đó, ngày mai đó anh có đi làm không? Cái người bạn cũng nói mai anh có đi làm. Ngày mai anh mấy giờ anh ra? 5 giờ anh đi làm ra. Ngày mai anh có rảnh không? Ngày mai anh bận dữ lắm. Và kết quả bữa đó là cái cuộc tình đó bị cắt luôn. Tại này nhắc tới 3 lần rồi mà cái người kia không nghĩ ra. Và nếu như mình là thanh niên thì khi có người yêu thì mình phải luôn luôn, mình là đàn ông nữa, luôn luôn nhớ ngày sinh nhật của người yêu. Bởi vì cái ngày đó không thể nào quên được. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem khảo sát của chúng tôi tại quận 4 họ trả lời như thế nào nhé. Sẽ cùng xem bạn Xuân Hùng hay là bạn Bảo Khánh người nào sẽ ghi được 1 điểm đây. Bạn thì 55, còn bạn thì 60. Không biết là bao nhiêu à? Phần trăm nào gần đúng nhất à? Bao nhiêu à? Thấy bạn Bảo Khánh có vẻ cười quá, đây nó đang đi xuống đúng không ạ? Còn đó bây giờ lên thì bạn Xuân Hùng lại cười, nhưng mà không biết là ai cười hơn cười nào đây. Bao nhiêu ạ? 54%. Xin chúc mừng bạn. Dạ cảm ơn anh. Bạn là người chiến thắng. Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Có bao nhiêu phần trăm nam thanh niên được khảo sát năm 2003 cho rằng vì cảm thấy quá căng thẳng mà hút thuốc lá? 10 giây bắt đầu. 80. Bao nhiêu ạ? 80. 80%. 70 ạ. 70%. Dạ. Bây giờ kết quả chúng ta không còn thay đổi được nữa. Bạn Xuân Hùng, khi mà bạn căng thẳng thì bạn có hút thuốc lá không ạ? Không, em thì không hút thuốc lá, nhưng mà bạn em thường hay nói đó là căng thẳng hút thuốc cho nó đỡ bớt căng thẳng. Đó là bạn của bạn. Còn số đông mà những người mà bạn đã từng gặp thì bạn có nghĩ là họ sẽ nghĩ giống vậy không? Anh hầu như đa số là hỏi căng thẳng hút thuốc lá cho nó đỡ giảm bớt suy nghĩ. Căng thẳng. Dạ. Thế còn bạn Bảo Khánh? Dạ, em nghĩ là cũng rất là nhiều người, người ta làm những cái nghề mà căng thẳng thì em thấy người ta hay hút thuốc. Nhưng mà cũng không nhiều lắm. Theo tôi thì khi căng thẳng hút thuốc thì nó cũng là một phần nào đó thôi. Nhưng mà có lẽ là do thói quen, người ta nghĩ là hút thuốc thì sẽ giảm mà stress, giảm căng thẳng. Nhưng mà không phải chỉ có hút thuốc là cái phương pháp mà tốt nhất. Bởi vì khi chúng ta bị căng thẳng, có thể chúng ta thư giãn bằng cách là xem TV nè, nghe ca nhạc nè, hay là chúng ta xách xe chạy vòng vòng ngoài đường gió mát thoang thoảng nè. Bản thân tôi mới từng bị căng thẳng, và khi tôi bị căng thẳng thì tôi cũng xách xe đi vòng vòng ngoài đường vậy đó. Nhiều khi còn gặp thêm khán giả cũng rất là vui. Hoặc là chúng ta có thể đi đánh bóng rổ, bóng chuyền nè, chơi thể thao nè. Nhân dân đâu phải chỉ có hút thuốc lá, bởi vì tôi nghĩ là hút thuốc lá là sẽ có hại cho sức khỏe. Và đó là ý kiến của riêng tôi, còn ý kiến của các bạn là như vậy. Còn ý kiến của những cuộc khảo sát của chúng tôi là bao nhiêu nhé? Chúng tôi sẽ đưa ra thống kê năm 2003, số nam thanh niên được khảo sát cho rằng vì cảm thấy quá căng thẳng mà hút thuốc lá là bao nhiêu nhé? Bao nhiêu ạ? Xuống hay lên à? Lên không? Lên. Bạn Khánh nghĩ sao? Lên. Em nghĩ bạn đang ghi được 1 điểm đang dẫn trước. Bao nhiêu ạ? Lên. Anh Dược luôn luôn làm chúng ta bất ngờ và hồi hộp. 13%.
tính tình như thế nào, công việc như thế nào, đúng không ạ? Dạ. Vậy thì người yêu của bạn nghĩ sao? Thì mình nghĩ cứ lấy 55 đến 95 an toàn. 55 đến 95. Người yêu nói rồi đó. Còn bạn? Em cũng nghĩ là như vậy ạ. Em cũng nghĩ là chắc là rất là nhiều người khảo sát, người ta sẽ kêu là người ta có lo lắng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem biểu đồ của khán giả nghĩ gì nha. Dạ. Xin mời. Đó là cha là mẹ thì tôi nghĩ là luôn luôn lo lắng rất nhiều, dù con mình có lớn cỡ nào cũng là con của mình. Dạ. Họ vẫn coi con mình như là còn ấu thơ, rất là lo lắng. Nhiều khi mình lớn rồi, mình trẻ rồi, mình có cái khả năng quyết đoán của mình, nhưng mà người lớn không hiểu. Nhưng thật sự khi mà mình tham khảo ý kiến của người lớn vẫn tốt hơn. Dạ. Hiện nay là 59% là khán giả sẽ nghĩ là rất lo lắng. Bạn nghĩ sao ạ? Dạ, đây là nước thang đầu tiên, giá trị giải thưởng chỉ có 10.000 đồng thôi. Dạ. Em cũng nghĩ là từ 55 đến 95 ạ. Nếu bạn tự tin, bạn hãy kéo cần xuống. Dạ. Bạn tự tin không ạ? Dạ. Kéo tự tin, kéo cần. Dạ. Em quyết định kéo xuống. Và số phần trăm chúng tôi khảo sát ở quận Bình Thạnh là bao nhiêu nhé? Có nằm vào khoảng này hay không? Xin mời. 55 đến 95%. Đúng rồi. Lên. Lên chứ. Cách cũng khá an toàn. Lên. Nhưng mà không biết là có nằm vào khoảng giữa không ạ? Lên. Bởi khi bạn đưa ra số phần trăm biên độ thì chúng tôi sẽ đưa ra kết quả khảo sát chúng tôi. Mà nếu như nằm chính giữa thì bạn sẽ là người chiến thắng. Và nó nằm ở giữa hay không? Hay là lên và... Wow! Xin chúc mừng bạn. Bạn đã vượt qua vòng 1 khá dễ dàng. Có trợ giúp đó nha, đắc lực lắm đó. Bây giờ bạn chơi tiếp không hay là bạn dừng cuộc chơi ạ? Dạ, chơi tiếp chứ ạ. Tiếp. Đây là câu hỏi số 2. Có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát ở quận Bình Thạnh cho biết họ rất khó khăn để trả lời con mình khi được hỏi con sinh ra từ đâu? Rồi bạn suy nghĩ. Hồi nhỏ có bao giờ bạn suy nghĩ và bạn hỏi cha mẹ của mình là con sinh ra từ đâu không? Dạ, em không bao giờ hỏi như vậy ạ. Không em hỏi. Chưa bao giờ nghĩ là sẽ hỏi như vậy. Người trợ giúp có bao giờ hỏi không? Không, mình chưa bao giờ hỏi. Tôi cũng chưa bao giờ, thật sự cái câu này rất là khó trả lời. Dạ. Và khi đó là cha là mẹ thì con cái hỏi mình phải trả lời mà không biết trả lời như thế nào. Thôi được rồi, bây giờ bạn hãy xem tỷ lệ ở trường quay khán giả nghĩ thế nào nha. Bốn mươi lăm phần trăm. Bạn nghĩ là họ rất khó khăn không? Dạ có khó khăn. Có khó khăn họ sẽ cảm thấy hơi bỡ ngỡ một xí khi con họ hỏi như vậy. Em nghĩ là như vậy. Cuối cùng chỉ tìm cách nói như thế nào cho bé hiểu. Dạ. Thế còn người trợ giúp nghĩ sao ạ? Theo mình nghĩ thực ra thì khi một đứa bé mà nó hỏi là con sinh ra từ đâu thì thường cha mẹ không bao giờ giải thích theo vấn đề về sinh mặt sinh học cả. Dạ. Thường thường thì hỏi người mẹ sẽ kêu là tao đẻ mày ra hay là mày trong bụng tao chui ra. Wow. Cảm thấy nên cái vấn đề mà nếu mà xét về mặt giải thích về sinh học á thì rất là khó, nhưng mà để mà cho cha mẹ trả lời cho đứa bé chỉ đơn thuần nghĩ như thế thì không có gì khó cả. Vậy thì theo bạn thì bao nhiêu phần trăm thì đúng? Theo mình bởi vì biên độ đang là 30% thôi. Nếu là mình thì mình sẽ lấy từ 45 đến 75. 45 đến 75. Câu hỏi như sau: có bao nhiêu phần trăm số người được khảo sát ở quận Bình Thạnh cho biết họ rất khó khăn để trả lời cho con mình khi được hỏi con sinh ra từ đâu? Rất là khó khăn. Em nghĩ là từ 40 đến 70. Nếu như bạn không tự tin thì bạn có thể dừng cuộc chơi. Còn nếu như bạn tự tin cộng với lại sự trợ giúp đắc lực của người yêu của mình thì bạn hãy kéo cần xuống. Người trợ giúp đang nói là bao nhiêu ạ? Mình nói 45-75. 45-75, còn bạn nghĩ là 40-70. Bạn nghĩ sao? Có thể dung hòa được cả hai không ạ? Dạ, em sẽ lấy là 42 và 72 ạ. Rất thông minh. Dạ. 42-72. Đồng ý. Tự tin chưa? Dạ, tự tin. Tự tin kéo cần đi. 42. Kéo cần rồi. Còn bây giờ thì đáp án khảo sát của chúng tôi tại quận Bình Thạnh là bao nhiêu đây?
có nằm vào khoảng 42 đến 72 hay không? Thanh chịu đang từ từ lên rồi lại xuống, đang nằm giữa rồi lên rồi lại xuống, xuống luôn, không nằm chính giữa. Sao bạn lắc đầu, bạn phải tự tin chứ, bạn phải gật đầu. Yeah, nó nằm trên đó. Bao nhiêu ạ? Hồi hộp quá. Wow, 62%, xin chúc mừng bạn. Bạn đã vượt qua vòng 2 cũng khá dễ dàng và rất là tự tin. Mời bạn đến với câu hỏi số 3. Biên độ là 20% thôi nhé. Có bao nhiêu phần trăm số nam giới ở quận Tân Bình cho biết sau khi kết hôn người vợ không còn trang điểm nhiều nữa? Em nghĩ là sẽ nhiều. Nhiều không? Sẽ nhiều. Người vợ giúp nghĩ sao ạ? Mình cũng nghĩ khá nhiều. Tại sao bạn nghĩ nhiều? Thì thường là... phụ nữ sau khi khi mà họ kết hôn xong, họ đạt một cái lứa tuổi nào đó, thì về cái mặt trang điểm thì họ không cần phải chú trọng về mặt trang điểm nhiều lắm. Chỉ sơ thôi. Tức là khi mà chưa kết hôn thì phải làm đẹp cho người ta chiêm ngưỡng, rồi người ta chọn mình. Xong tới khi chọn rồi thì thôi, tôi là tự nhiên vậy thôi, anh chịu thôi, lỡ rồi. Đúng không, bạn nghĩ vậy hả? Thế thì theo bạn thì bao nhiêu phần trăm là đúng? Mình thấy chắc khoảng từ nếu mà 10% thì mình sẽ lấy 45-65. Bạn khoan nha, còn bây giờ khán giả trường quay sẽ giúp bạn nè. 45-65, còn khán giả trường quay nghĩ sao ạ? Cũng 65. Được ha. Còn bạn nghĩ sao nè? Bây giờ là bạn bình thường mà có trang điểm không ạ? Bình thường thì em không trang điểm ạ, chỉ những dịp đặc biệt thì em sẽ trang điểm. Dạ. Và sau khi kết hôn thì bạn nghĩ bạn có trang điểm đâu không? Dạ, hay là có. Bạn cũng vậy? Dạ, sau khi kết hôn em vẫn trang điểm ạ. Tức là theo mình... tôi kinh nghiệm của một số chị em phụ nữ mà tâm sự với tôi ấy, thì họ nói là trước khi kết hôn thì họ trang điểm một cách bình thường thôi, mặc cho là dễ đẹp tự nhiên. Khi mà kết hôn rồi á thì càng phải trang điểm đẹp hơn đi giữ chồng. Có một số người lại nói là lúc trước thì tôi trưng diện nhiều lắm, nhưng mà từ khi có chồng tôi phải nghĩ đến con cái của chồng, rồi cái chi phí để trang điểm thì tôi giao hết cho chồng để bớt lại, để mình không có còn chi phí những cái về trang điểm nữa. Đó là một số ý kiến vậy. Còn riêng tôi thì tôi nghĩ là phụ nữ luôn luôn nên trang điểm để tôn lên vẻ đẹp của mình, nhưng mà không nên quá cầu kỳ như là mình đi dạ hội hay đi một cái gì đó, một cái lễ hội gì ghê gớm, mà luôn luôn trang điểm sao cho nó thì mị nết na dễ thương, làm sao cho vẻ đẹp chúng ta toát lên được là được. Thế còn bạn nghĩ sao ạ? Bạn nghĩ bao nhiêu phần trăm thì là được? 40-60 hả? Biểu ok. 40-60. 40-60 ạ. 40-60 chắc chắn chưa? Dạ chắc chắn. 40-60. Mời bạn. Rồi, bạn đã kéo gần. Còn kết quả khảo sát của chúng tôi tại quận Tân Bình là bao nhiêu nhé? Số nam giới sẽ trả lời rằng sau khi kết hôn người vợ không còn trang điểm nhiều nữa. Bây giờ chúng ta chỉ còn dao động ở 20% thôi. 40-60. Hình như hai bạn đang căng thẳng quá. Bao nhiêu à? Có nằm vào không? À, lên rồi, xuống nè, xuống lại. Wow. Ủa, hay quá ha. Tin giận bạn rất là tự tin. Mặc dù nó không nằm vô mà bạn thích ở chỗ đó đó. Rồi. Thật là tiếc quá bạn Bảo Khánh ơi. Bạn phải bị chia điểm 10 cho cái giá trị giải thưởng của mình. Bạn đã có 100 điểm, bây giờ bạn chỉ còn 10 điểm thôi. Nhưng mà bạn không được buồn, bởi vì ở vòng 1 bạn đã có một giải thưởng, đó là một bộ trọng gói mobile card trị giá 1 triệu đồng. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Xin cảm ơn người trợ giúp, người yêu của bạn. Xin chúc bạn luôn luôn vui vẻ, luôn luôn nhiều sức khỏe và có người yêu thật là đẹp đẽ, và mãi là khán giả trung thành của Quyền Năng số 10. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ 2.
Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Vân Thanh Long thực hiện. Với sự tài trợ của công ty thông tin di động VMS Mobilephone, đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Hẹn gặp lại và chào tạm biệt. Nhà anh chị đẹp quá, chúng tôi cũng sắp xây nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Anh chị đã làm thế nào? Thật ra lúc đầu mình cũng gặp khó khăn, cho đến khi có được quyển cẩm nang xây nhà này. Từ những chỉ dẫn quý báu trong đây, việc xây nhà trở nên dễ dàng, như lập danh sách các việc cần làm, bàn bạc với kiến trúc sư và nhà thầu, chọn xi măng và các vật liệu khác, rồi theo dõi chặt chẽ lúc đang xây, đúng như cẩm nang xây nhà hướng dẫn. Hay quá. Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập trang web cungxaytoam.com.vn.